Bản tin 24 giờ rất vinh dự được gặp lại quý vị trong thời lượng chương trình ngày hôm nay. Chương trình cập nhật những tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Tình hình bão lũ mới nhất, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bản tin ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị khán giả, chỉ vài ngày sau khi bị siêu bão số 4 tàn phá, Trung Quốc đại lục lại phải quay cuồng chống chọi với cơn bão Ima, bão số 5 đang ngày càng mạnh lên và tiến vào các tỉnh, huyện biển miền Trung và Nam như Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. Cơn bão cấp 5 với sức gió hơn 250 km/h đã đổ bộ vào Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7 năm 2023. Anh Hoàng Trang Lưu, người dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão và miêu tả cơn bão tàn phá trên diện rộng. Anh Hoàng, 27 tuổi, liên tục cập nhật tin tức về cơn bão trên WeChat và TikTok cá nhân của mình. Tới 7 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, anh chia sẻ, chắc chắn là một đêm không ngủ đối với tất cả mọi người ở Giang Tô. Tôi dám chắc chắn nhà của rất nhiều người đã bị hư hại. Lát sau, anh cập nhật tiếp, ghê quá, sau đó là mái nhà của tôi đã bị bay mất, căn nhà bị ngập. Khoảng 1 giờ sau, anh Hoàng xác nhận anh đã được giải cứu. Các báo cáo ban đầu cho thấy cơn bão tàn phá trên diện rộng, anh chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Đến nay, chúng tôi đã mất tất cả những gì có thể mua và thay thế bằng tiền. Nỗi lo lớn nhất của tôi là đến sáng, chúng tôi sẽ tỉnh dậy với những tin tức về thương tích nghiêm trọng và tử vong do cơn mưa dai dẳng gây ra lở đất. Sáng nay, kênh truyền hình CCTV trực tiếp, người đứng đầu Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tập trung cứu những người bị mắc kẹt và hỗ trợ thuốc thang cho họ. Ông cũng kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế giúp Trung Quốc. Trung Quốc đang đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong hơn 3 thập kỷ, với sức gió giật lên đến 250 km/h, đã được ghi nhận ở Giang Tô và Chiết Giang tối ngày hôm qua. Các vùng như Sơn Đông, Liêu Ninh cũng phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ. Theo BBC, cơ quan khí tượng Trung Quốc, cây cối đổ rạp, xe tải và ô tô lật nghiêng, hàng trăm ngàn người mất điện khi cơn bão số 5 quần thảo các vùng ven biển xung quanh Trung Quốc và cách bờ biển phía đông của nước này với sức gió tạo nên sóng thần và mưa lớn. Sức gió kỷ lục, sức gió mạnh nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc được báo cáo tại ngọn hải đăng trên đảo Hoàng Pao đã vượt kỷ lục trước ghi nhận là 196 km/h. Đây tạm thời là sức gió mạnh nhất cần được ghi nhận ở Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc viết trên Weibo và WeChat, hàng triệu người đã được kêu gọi ở trong nhà khi một người đàn ông, một nhân viên hội đồng 62 tuổi ở Chiết Giang đã thiệt mạng do cây đổ và một phụ nữ trong sự cố riêng biệt ở Trung Quốc bị thương nặng. Ba người cũng thiệt mạng tại Trung Quốc. Theo CP, ở dọc duyên hải nước này, nơi bị bão tấn công sau đó 2 ngày, 17 người đã bị thiệt mạng. Cơn bão hoành hành đã khiến hàng triệu người Trung Quốc bị mất điện và buộc các trường học, doanh nghiệp phải đóng cửa. Cơn bão cũng đã gây những thiệt hại trên diện rộng. Gió mạnh đến kỷ lục xé toạc các mái nhà ở Thượng Hải, thổi bay một phần ngọn tháp của một tòa cao ốc và thậm chí đổ tháp trung tâm từ một trạm phát điện. Bất chấp sức tàn phá của cơn bão, các nhà khoa học đã cảnh báo không nên vội vàng liên kết mức độ nghiêm trọng của nó với biến đổi khí hậu. Vương Lâm, giáo sư khoa học khí hậu trường Đại học Bắc Kinh đã viết trên Weibo rằng, trong khi biến đổi khí hậu đang làm nước dâng do bão trên biển và lượng mưa cực lớn trong cơn bão số 5 có nhiều khả năng xảy ra hơn, thì ít bằng chứng về việc bản thân gió đang trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã giải thích rằng, hiện tại, họ không thể tự liên kết một sự kiện với thay đổi khí hậu. Cao Minh Minh là một nhà nghiên cứu bão tại Đại học Bắc Kinh đã nói rằng thiệt hại về người và của có thể sẽ tồi tệ hơn nếu cơn bão tạo thành sức chết lớn nhất. Hiện tượng biến đổi khí hậu được gọi là đã gây ra một số cơn bão gây thiệt hại nhất trong các cơn xoáy thuận ngoài nhiệt đới phát triển theo mô hình gió tháp của các cơn xoáy thuận đại dương. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm xảy ra khi một dải không khí hẹp lao xuống với tốc độ 180 km/h, tạo ra một hành lang trên diện rộng từ 10 đến 20m. Lần cuối cùng hiện tượng này hình thành ở Trung Quốc là một trận siêu bão năm 2023 cướp đi sinh mạng của 180 người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, một trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng đã đổ bộ vào tỉnh Hà Nam thuộc miền Nam của Trung Quốc, có tên gọi là lốc xoáy Hexi, đã xảy ra nhiều thiệt hại cho người dân. Sáng nay, phóng viên của Nikkei đã kịp thời có mặt và thu thập thông tin tại hiện trường trận lũ kèm lốc xoáy vừa qua. Qua thống kê sơ bộ của các ngành địa phương tỉnh Hà Nam, ảnh hưởng của trận lũ lụt kèm lốc xoáy vòi rồng
lần này đã khiến tỉnh Hà Nam phải hứng chịu một con số thiệt hại khổng lồ, rơi vào khoảng 39 tỷ nhân dân tệ. Trận lũ lụt kèm lốc xoáy lần này đã được các nhà khí tượng học phân tích là trận lũ lụt kinh khủng nhất và được xếp vào một trong những trận lũ lụt lịch sử của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dạnh áp thấp bắt đầu xảy ra. Các cơn mưa lớn và dông, những cơn gió mạnh giật cấp 12-13 liên tục đổ vào các tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc, làm tốc hầu hết các mái nhà trong địa bàn tỉnh. Một số căn nhà nhỏ đã có dấu hiệu bị xóa sạch, cây cối dọc đường đã bị bay cả gốc. Những cành cây lớn nhỏ đều bị bẻ gãy và bị gió lốc cuốn bay tứ tung. Đợt mưa kéo dài và liên tục không có dấu hiệu thuyên giảm đã tích trữ một lượng nước ở các con đập thủy điện trên thượng nguồn. Sau nhiều giờ cơn mưa không ngừng, các đập nước có dấu hiệu vượt báo động đỏ. Phía các nhà chức trách yêu cầu xả nước để ngăn ngừa nguy cơ vỡ con đập. Lượng nước mưa lớn cộng thêm trận xả lũ đập đã khiến vùng ngoại ô thượng nguồn trong phút chốc cơn mưa đổ về đã với khối lượng nước và dọc hai bên bờ sông Hồ Nam nhanh chóng dâng cao, nhấn chìm cả một huyện của tỉnh Hồ Nam. Các bè cá dọc hai bên sông bị cuốn sạch sẽ ra biển. Hàng ngàn hecta hoa màu bị cuốn chìm dưới dòng nước, gia súc, gia cầm cũng không thoát được. Các cơn lũ lớn thay nhau bị cuốn đi trong dòng nước, người dân của địa phương chỉ biết chạy trốn bằng cách leo lên mái nhà những đỉnh núi cao, vượt biển qua Đài Loan và vượt biên giới qua Việt Nam và Lào để thoát thân. Một số căn nhà thấp bé thì đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Những cụ già lớn tuổi hay chân tay không được nhanh nhẹn nên đã mắc kẹt lại thương tâm trong dòng nước lũ. Mặc dù trèo lên được các chỗ cao để ẩn nấp, song người dân phải đối diện với lực gió cực mạnh đã đạt lên cấp 12-13. Gió có thể cũng cuốn phăng mọi thứ, con đường giành giật sự sống của người dân ở đây cứ thế diễn ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Ở trên đầu là gió kèm lốc xoáy và dưới chân là dòng nước lũ chảy xiết. Người dân Trung Quốc đã lao đao khốn khổ trong 3 giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Họ biết họ đã mất hết sạch tài sản, chỉ mong cho người thân có thể vượt qua được cơn hoạn nạn này. Sau khi cơn lũ kèm lốc xoáy đi qua, người dân hoảng hốt tập trung tại nhà văn hóa để tìm người thân. Lúc này, những đội cứu hộ cũng đã bắt đầu có mặt để tiến hành lấy thông tin những người mất tích, phục vụ cho tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Khuôn mặt những đứa trẻ may mắn còn sống sót, đang vội vã tìm cha mẹ. Những người chồng bế con thơ cũng vội vã đi tìm vợ. Có cặp anh em mồ côi, nay cũng chỉ còn lại một người. Vâng, kính thưa quý vị, một khung cảnh vô cùng tang tóc đã xảy ra ở Hà Nam. Sau khi lấy thông tin những người đã mất và thống kê lại, thì con số người mất tích lên đến 361 người. Đội cứu hộ nhanh chóng vào vị trí tìm kiếm. Những người mất tích chỉ sau 3 giờ đồng hồ, người dân nơi đây xảy ra lũ lụt kèm lốc xoáy đã mất hết toàn bộ tài sản. Số người chết hiện tại là 123 người, số người mất tích là 361 người. Hệ thống nước sạch cũng bị phá hủy, các đường dây điện, các đường truyền internet cũng hư hỏng nặng nề. Hàng chục con đường bị xói mòn trầm trọng, có khả năng sẽ xây dựng lại hoàn toàn chứ không thể sửa chữa được. Hai trong số 4 cây cầu đã bị lực nước bẻ gãy và cuốn trôi mất tích. Hàng ngàn gia súc, gia cầm càng cùng hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm và cuốn trôi theo dòng nước lũ. Toàn bộ ngôi nhà trong khu vực lốc xoáy đi qua đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Không sụp đổ thì cũng tốc mái nghiêm trọng. Trường học và các trung tâm y tế, trung tâm công cộng cũng đã có những hư hại đáng kể, như các công trình kiến trúc của tỉnh cũng đã bị đổ vỡ. Các cửa kính của bệnh viện cũng bị những vật thể cứng do lốc xoáy cuốn bay và tạo nên những hư hại nặng nề về tài sản. Hàng ngàn chiếc xe hơi bị cuốn bay đã tụ tập lại ở sân vận động tỉnh Hồ Nam. Đáng kể thêm là một đoàn học sinh tiểu học trên đường đi học về nhà đã không may bị cành nhánh cây lớn va đập và làm bị thương nặng, phải nhập viện sau khi cơn bão kèm lốc xoáy lần này. Sự kiện thiên tai lịch sử và để lại những hậu quả khủng khiếp như vậy, phía chính quyền của nhà nước tỉnh Hồ Nam đã có những động thái và lời phát biểu. Tỉnh Hồ Nam đang tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ, hướng dẫn dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình thiệt hại nặng trong cơn mưa lũ, sửa các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là đang nỗ lực hết sức cho công cuộc tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Được biết, trong 361 người mất tích có 62 thanh niên và còn lại là người lớn trên 50 tuổi. Công cuộc tìm kiếm dự định sẽ rất khó khăn khi hệ thống điện và internet đang bị hư hỏng hoàn toàn và khả năng cao 361 người mất tích này đã bị thiệt hại và thi thể đã trôi ra biển theo dòng nước. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7 năm 2023, sau khi trận lũ diễn ra đã nhiều giờ đồng hồ nhưng công tác tìm kiếm vẫn không mấy khả quan. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho các nhà lãnh đạo cầm quyền quản lý các bộ, các ngành của tỉnh Hà Nam. Nhưng nguyên nhân dẫn đến các trận lũ lụt kèm lốc xoáy đáng tiếc này, hướng khắc phục hậu quả của trận lũ lụt để lại là sẽ có những khoản trợ cấp hay bồi thường thiệt hại nào cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề vừa qua,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo trả lời trong buổi phỏng vấn rằng một khối không khí lạnh đã gây ra thay đổi áp suất của các rãnh thấp và dẫn đến tình trạng mưa lớn cùng lốc xoáy. Vì đây là hướng chuyển làn mục tiêu bất ngờ của cơn bão nên chúng tôi chưa kịp đề phòng. Theo dự đoán, cơn bão sẽ đi về phía Bắc chứ không phải là phía Nam như bây giờ. Bộ trưởng Bộ Môi trường Lý Thái Kiệt cũng đã thông tin đến người dân qua buổi họp báo rằng sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm khôi phục hiện trạng ban đầu của địa phương bị thiệt hại nặng nề trong khu dân cư. Cầu đường, các cơ sở vật chất khác sẽ dùng nguồn kinh phí của nhà nước để sớm có thể đưa cuộc sống người dân trở về ban đầu. Câu trả lời đáng mong chờ nhất của người dân và câu trả lời của đương kim chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ giải quyết những thiệt hại của các cá nhân, tập thể người bị hại như thế nào và đứng trước nỗi đau mất mát của người thân hàng chục người đã bỏ mạng trong trận lũ. Trong đó, câu trả lời đáng mong chờ nhất của người sẽ giải quyết những thiệt hại các cá nhân, tập thể người bị hại như thế nào và đứng trước nỗi đau mất mát của người dân hàng chục người đã bỏ mạng trong trận lũ, trong đó có một phần trách nhiệm của nhà nước cũng như lượng nước đập thủy điện xả xuống đã khiến tình trạng cơn lũ trở nên nặng nề hơn. Ông Tập Cận Bình phát biểu trên thông tin đại chúng rằng sẽ hạ lệnh cho các địa phương tiến hành bồi thường những khoản thiệt hại lớn cho người dân. Về phía những người đã mất tích trong thiên tai vừa qua, sẽ có người đến thăm hỏi động viên gia đình. Một sự mất mát lớn đến như vậy nhưng chỉ nhận được lại những lời nói vô trách nhiệm của ông Tập Cận Bình đã làm cho dân chúng hết sức phẫn nộ. Người dân Trung Quốc vẫn còn chìm đắm trong mất mát đau thương khi tất cả chỉ mất trắng sau 3 giờ đồng hồ. Khi nỗi đau này chưa nguôi ngoai, họ đã nhận về những câu trả lời hết sức vô cảm của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã dấy lên trong lòng họ năng lượng tiêu cực và dự định sẽ chuyển thành những cuộc biểu tình lớn xảy ra ở Hồ Nam trong thời gian tới. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và nhấn chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chương trình của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để theo dõi những tin mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.